Cảm ơn anh chị trở lại với top chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 31 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 1 tháng 9 năm 2021. Hôm nay là một phiên mà có cái sự rung lắc chốt lời anh chị nhé, là VN Index và VN30 thì test lại, sau đó thì VN Index kéo lên được là đóng cửa màu xanh, nhưng VN30 thì vẫn là màu đỏ và khối lượng thấp. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy lên đi được điều gì ở thị trường. Thì khi xem xét các cái dòng cổ phiếu với các cái cổ phiếu tốt á, thì chúng ta thấy là dòng tiền vẫn tiếp tục có sự lan tỏa nhất định anh chị nhé. Về các cái dòng cổ phiếu á, thì cũng khá nhiều những cái dòng cũng đã chạy và tăng điểm khá là tốt rồi. Tuy nhiên hôm nay thì mình cũng muốn tập trung hơn vào một số cái dòng điển hình như bất động sản, hóa chất, dược, thực phẩm. Ngoài ra có những cái dòng như là dịch vụ vận tải, các thứ nó đã chạy trước rồi, kể cả chứng khoán cũng khá là tốt. Đó thì hôm nay cũng một số những cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua bùng nổ của phiên ngày hôm nay. Thì chúng ta có thể lưu ý nó sẽ có cái cơ hội chạy trong thời gian sắp tới. Ngoài ra một số các cổ phiếu kiệt vôn mình sẽ chia sẻ với anh chị, nó cũng khả năng sắp chạy rồi, nếu mà thị trường mà vẫn ổn thì khả năng nó sẽ chạy được. Đó thì mình sẽ đi chi tiết về cái nguyên lý, cái cách tiếp cận của thao chứng khoán là bao giờ cũng đi được tổng quát thì chi tiết nha anh chị nhé. Từ nguyên lý top down thì bao giờ mình sẽ phân tích thị trường này, các cái dòng cổ phiếu mạnh này, các cổ phiếu mạnh này, và cũng không quên là xem xét các cái dòng cổ phiếu yếu và yếu hơn thị trường để đưa ra cái phương án hành động. Đấy thì để chi tiết thì anh chị mình sẽ tặng cái file Excel ở phía dưới á, thì anh chị có thể vào phía dưới này để download cái file Excel này này. Đấy, mình sẽ tặng cái file này. File này khá nhiều những cái thông tin, có các cái cổ phiếu ngành này, xem các cổ phiếu kiệt vôn này, cổ phiếu bùng nổ này, cổ phiếu mạnh này, cổ phiếu trên MA10 này, và có một cái cột mới mình mới làm là cái cột cổ phiếu lên kênh trên, cổ xu hướng lên kênh trên là những cái cổ phiếu khá là mạnh và điều chỉnh rất là ít gần đây thì mình cũng thấy quan sát. Đấy, và cái đánh giá sức mạnh cổ phiếu thì mình so sánh với cái ngày đáy gần đây nhất là ngày 24 tháng 8, thì anh chị và các bạn xem cái cổ phiếu nào mà nó tăng nhiều hơn thị trường chung và tăng nhiều hơn các dòng khác thì thông thường nó là mạnh và mạnh hơn. Lát chúng ta sẽ đi quan sát. Mình sẽ tặng cái file này thì anh chị đào về anh chị có thể nghiên cứu cho nó sâu hơn. Thì ở đây thì đối với thị trường chung nhá, thì hôm nay là một cái phiên test, VN Index thì là màu xanh, VN30 đỏ. Và ở đây thị trường cả hai cái chỉ số index thì vẫn dưới VN20, dưới trung bình đường trung bình MA20, và nó đang kiến tạo được cái xu hướng hồi cũng được 5 phiên rồi anh chị nhé. 5 phiên chưa tổng thủng cái đáy đâu. Giờ theo giá đóng cửa một số dòng phục hồi khá là tích cực, cho vậy là chúng ta đưa ra cái kịch bản là duy trì là thị trường vẫn khá là tích cực nhé, thị trường sideways và đang có nhịp hồi. Thì cái chiến lược mua bán hiện nay là như thế nào thì chúng ta nên ưu tiên mua các cổ phiếu test nhé, nhưng mà tập trung vào những cái dòng mạnh thôi. Nếu cái việc mà chúng ta mua bùng nổ á, nó sẽ là rủi ro, bởi vì nếu thị trường test lại thì có thể sẽ rủi ro, cho nên chúng ta hạn chế cái việc mua bùng nổ. Tất nhiên là không nói là không, nhưng mà nếu các anh chị có những cái vị thế rồi thì các anh chị hoàn toàn có thể gia tăng, nhưng mà ưu tiên chính là các cái dòng test. Và ở đây phải cẩn thận là thị trường có thể sẽ lấp lại cái gap cũ nhé và rung lắc tiếp. Thì đối với các cái dòng mạnh này thì nó khá là nhiều đấy, ví dụ dịch vụ vận tải này, dược, hóa chất, bảo hiểm, thực phẩm, xây dựng này. Cái dòng yếu hơn thì là ngân hàng, vẫn yếu hơn thị trường anh chị nhé, và khá nhiều cổ phiếu VN30 yếu hơn. Khi các cái cổ phiếu VN30 này nó yếu hơn thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Tất nhiên là các cổ phiếu VN30 nó yếu hơn thì nó đang ở cái vùng hỗ trợ thôi, nó cũng chưa thủng cái vùng hỗ trợ. Nếu nó thủng cái vùng hỗ trợ này mà nó rơi xuống thì sẽ là một nhịp rơi rất là sâu đó. Tuy nhiên là nếu mà nó hồi được thì cũng có thể có cái nhịp hồi chị nhé. Thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta thận trọng thì chúng ta cũng phải nhìn thấy những cái cơ hội nhất định, chứ không thể nhìn thấy những cái tiêu cực mà bỏ đi các cái cơ hội đấy. Thì chúng ta nên nhìn như thế thì nó sẽ đầy đủ hơn. Thì quay trở lại đây thì mình sẽ phân tích với các anh chị. Thông thường là sẽ có bốn cái nội dung. Thứ nhất là các cổ phiếu mạnh nhất là các cổ phiếu kim cương á, mình hay gọi là các cổ phiếu kim cương á. Cái thứ hai là cổ phiếu bùng nổ này, thì anh chị tự xem vào file Excel nhé. Đánh giá các cổ phiếu theo nhóm ngành nghề thì mình cũng sẽ review theo nhóm ngành nghề, thì mình sẽ review trên Ami Broker. Các cổ phiếu kiệt vôn thì anh chị có thể là xem trên Excel nhé. Đấy thì bây giờ trở lại đây, chúng ta sẽ nhìn vào thị trường chung trước. Anh chị thấy là bản chất là chúng ta thấy này, bản chất chỗ này nó là cái một nhịp là một cái downtrend, rủi ro về mặt downtrend nhé. Sau đó thị trường phanh lại được rồi. Anh chị thấy là bản thân là nếu theo giá đóng cửa thì cái ngày 24/8 là cái ngày đáy nhé. Sau đấy thì thị trường cân bằng lại kiệt vôn đi này. Đấy. Tuy nhiên lên đây thì nó sẽ có những cái kháng cự ở phía trên này anh chị nhé, sẽ có kháng cự trên này. Đương nhiên nó sẽ rung lắc bật nảy ở trong này, đấy là chuyện bình thường nhé. Và khi người ta bắt đáy ở đây được, người ta sẽ chốt lời ở đây. Thì ở đây thì chúng ta đang đưa ra một cái kịch bản, nó sẽ có hai kịch bản. Một kịch bản vẫn là tiếp tục rơi, nó là kịch bản rơi. Một kịch bản thứ hai là có thể sideways được. Tức ở đây chúng ta vẫn có cơ hội
Và khi thị trường sideways thì chúng ta vẫn có thể đánh những cái dòng mạnh mua tại những cái điểm test thì nó sẽ an toàn, mua bùng nổ và chẳng may nó sập thì nó sẽ nguy hiểm. Đó thì trong cái sự gọi là cái xu hướng downtrend mà chúng ta thấy nó hiện hiện hữu này, nó đang rủi ro như vậy thì nó vẫn có những cơ hội, nhưng nó vẫn có những cơ hội thì chúng ta không cần phải quá sợ hãi đâu, thì chúng ta có thể thăm dò. Nếu anh chị có những cái lợi nhuận đối với những cổ phiếu mà hợp lý mà đẹp mà test với lại hoạt động theo đúng theo cái đặc điểm của cổ phiếu đang đi lên á, tức là khi mà thị trường các cái phiên xanh á, thì khối lượng lớn, còn các cái phiên đỏ mà khối lượng thấp, thì như vậy cổ phiếu đang hoạt động rất là êm ái và hợp lý thì anh chị có thể giải ngân gia tăng không vấn đề gì anh chị nhé. Thì đây là rủi ro nhưng vẫn có cơ hội nhé, thị trường rủi ro có cơ hội. VN30 cũng thế, VN30 thì đây đây vẫn này, VN30 nó trước cơ, nó tạo đáy trước một phiên đấy. Còn nếu mà các anh chị xét theo cái lý thuyết của O'Neil á, thì nếu xét đáy là theo cái phiên này này là nó trũng xuống, nó thả xuống thấp nhất cho nó kéo lên thì là cũng được. Phiên này là phiên số số 1, đây là phiên số 3 rồi nhá, nếu mà xét theo O'Neil là phiên số 3 rồi, còn nếu xét theo giá đóng cửa là phiên số 5, số 6 rồi. Nói chung là vẫn tích cực anh chị nhé, nói chung là vẫn sideways và tích cực. Đó thì cái chiến thuật ở đây là chúng ta sẽ là ưu tiên mua cổ phiếu test là chính nhé, cẩn thận thị trường lấp gáp gáp này này, các chị nhìn gáp của nó đây này đấy, bản chất đây là tạo gáp này, các chị nhìn thấy thông thường là nó phải kín đúng không, ví dụ cái phiên này này cái điểm điểm thấp nhất của cái thanh ba này nó phải thấp hơn cái điểm cao nhất của cái phiên này này, như này là một cái hở khe hở này, gáp là một khe hở này đấy, thì nó rủi ro nó sẽ lấp lại. Chúng ta cũng xác định là kể cả nó như vậy thì cũng không vấn đề gì, tuy nhiên hôm nay nó là phiên test đấy nhá, test xuống đỏ này kéo lên này, phiên này test xuống đỏ này đấy, khối lượng thấp cũng vẫn tích cực thôi, không vấn đề gì nhá. Thì mình sẽ quay trở lại, mình sẽ thứ nhất là review các cái cổ phiếu kim cương, các cổ phiếu mạnh nhất thì anh chị nắm giữ những cổ phiếu này thì đương nhiên là ngon. Cái này nó sẽ đi theo nhiều nhóm ngành. À, trước khi vào này thì mình có chia sẻ với anh chị cái chỉ số ngành này này, các chị thấy đây cái số lượng cổ phiếu tốt này này, tại sao nãy mình nói là dòng tiền lan tỏa là cái cổ phiếu tốt nó vẫn tiếp tục gia tăng này. Ví dụ tại cái phiên đáy này các anh chị thấy cái phiên 24 tháng 8 này có phải phiên đáy thì số lượng cổ phiếu tốt nó ít nhất đúng không, sau đó nở dần nở dần nở dần này, vậy nên nở dần ra 427 cổ phiếu thì nó cũng là những cái lan tỏa tích cực đấy. Thì các cổ phiếu kim cương ở đây nhé, đấy cả KM này chạy rất tốt này, DDN này, VNP này, hôm trước có review với anh chị cái cổ phiếu VNP này, VNP với HT1 với lại mấy cổ phiếu bảo hiểm thì phải, hôm trước review nhưng mà nó đang chạy khá là tốt nhé, VNP chạy khá là ổn. DVN này chạy này, sập này, đấy, BCE này chạy này, những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà giá tăng mạnh nhưng chị nhớ xu hướng lên nhé, phá vỡ đỉnh và dòng tiền vào nhé, đấy, nó là những cái kim cương nhé, đấy, TLH này, TVD này, MIC này, đấy, DPR này, đấy, TST này. Tất nhiên đây là chúng ta lọc bằng ấy thôi, bằng 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 công thức thôi. Chứ nếu lọc bằng mắt thì có thể là một số cổ phiếu nó cũng chưa đạt tiêu chí lắm, nhưng mình nghĩ là lọc kiểu này cũng đạt được khoảng 95 90% rồi. Đó là DPG này, đấy. PVP này, AMV này. Đó. PVC này, PVC này thì hình mẫu cũng không đẹp lắm. Nó đang ở nền 1 thôi. Đấy. DPC này, đấy, cái dòng tiền vào này. Đó, thì đó là những cái cổ phiếu này thì đó là những cổ phiếu mạnh. Đấy thì các cổ phiếu bùng nổ thì các anh chị hoàn toàn các anh chị có thể xem được đây ở trong này nhé, các cổ phiếu bùng nổ xem đây được đấy, cổ phiếu mạnh nhất ở đây được, cổ phiếu xu lên kênh trên các anh chị xem được đấy, nhìn đây này, thực ra nó là chính những cổ phiếu lúc nãy đây thôi đúng không, các anh chị thấy đúng vẫn chính là mấy cổ phiếu kim cương đấy, KBC Nhật Từ Liêm Tích Đích này, BBTV NPDPL GVR này, AAV này, PVP này đấy, thì các anh chị cứ lấy ba cái đẹp nhất như này thì là ngon này đấy. Ok, mình sẽ review cho các anh chị về các cái nhóm cổ phiếu để các anh chị có thể xem danh mục của anh chị xem như thế nào nhé. Ở đây thì mình đã so sánh cái giá của ngày hôm nay anh chị nhé, so với cái giá của cái ngày đáy gần nhất nhé, thì cái dòng này mọi người hay quan tâm này, pet này, cái này thì cũng nó đang xu hướng lên nhé, đang xu hướng lên nhé, hôm nay nó là một uptrend khối lượng thấp, không vấn đề gì anh chị, hôm qua là bùng nổ vượt nền nhé, hôm qua là
30 là vùng nào? Việc này hôm nay như này khối lượng thấp, chả vấn đề gì vẫn lên được nhé. Anh chị như này vẫn lên được. FRT này. Khối lượng gia tăng một xíu nhưng không sao cả nhé, vẫn ổn nhé. Đây là cái vùng hoạt động của nó nhé. Vùng xoay quay, vẫn ok, không vấn đề gì. Thằng này vẫn xu này lên nhé, chỉ như đây một uptrend này. Cái cổ phiếu này thì cũng cẩn thận một chút, bởi vì các anh chị thấy là cái uptrend này bán ra khối lượng cao này, đây là bán ra này, đây này khối lượng cao này. Đấy, hôm nay mua vào khối lượng xem nhưng mà nó chưa reset được cái này đâu, tức là nó chưa xóa nhòa được mấy cái phiên SOW rồi đâu, thì cẩn thận một chút nhưng mà nó vẫn lên nhé, cẩn thận một chút nhưng nó vẫn lên. Đấy. Thế di động này nhé thì nó đang cân bằng lại nhé, khối lượng nó cũng thấp đi rồi thì chúng ta chờ tiếp nhé, chờ nó nên có cái bùng nổ và nó test lại thì là tốt nhất chị nhé. Bất động sản thì khá nhiều các cổ phiếu đẹp đấy, BI này cứ thế lên thôi, không mua được nữa, bây giờ không mua được nữa rồi nhưng nó sẽ lên. KBC này, KBC là điểm mua của nó đây này đây nhá, điểm mua bùng nổ đấy, cứ lên thôi. Nhà Từ Liêm nhá, Nhà Từ Liêm thì sau khi đây là cái vùng vùng sideways của nó nhé, cái nhịn sau khi rũ này kéo lên này, test lại này, phép này test khối lượng thấp này đi lên này đấy, ok nhé. Đấy, tích nhá, tích là điểm mua ngày hôm qua rồi, hôm qua là bùng nổ rồi, hôm nay tiếp tục bùng nổ tiếp anh chị nhé. Thực ra thì hôm nay mua vẫn được nhé, nay bản chất là nếu mua bùng nổ, nếu mua bùng nổ thì mua vẫn được. Qua thị trường chung nó không đẹp thì mình không khuyến nghị các anh chị là mua các cổ phiếu bùng nổ, mà nên mua phiếu test. Đấy, những cổ phiếu như này thì nó lên thôi nhưng mà không có điểm mua nữa rồi, IDG này thì không có điểm mua nhé. Cổ phiếu đích định thế này hôm nay này đấy chị nhé, đấy, cổ phiếu này đều lên được nhé, các chị thấy đều là sau khi nó rũ này kiệt vôn rồi, khá nhiều cổ phiếu kiệt vôn nó cân bằng lại đấy. Nay có rất nhiều cổ phiếu mà có cái điểm mua bùng nổ trong ngày hôm nay, như điển hình đây mình có thể, các anh chị có thể thấy là mấy cổ phiếu này, Nhà Từ Liêm, Tích Đích và PVP này, thì các anh chị có thể theo dõi được cổ phiếu đấy, lát mình sẽ lướt qua nhé. DHD này thế này bùng nổ này, cái nhìn đây zoom nhỏ lại cho nhìn cho dễ, anh chị thấy đúng không, sau khi nó rút khối lượng thấp này kéo lên này, zoom mấy phiên khối lượng thấp này mua lại bình thường ok nhé, chả vấn đề gì, nó chạy được nhé, lên được. HDG đã cân bằng lại rồi nhé, cân bằng tốt, chỉ cần lực mua vào nó lên thôi, có gió đông, có thiếu gió đông thôi nhé, thị trường là gió đông anh chị nhé, thiếu gió đông là lên nhé, những cổ phiếu bất động sản này cũng khá là ổn. HDC này thế này, bay kéo lên nhưng mà không đóng được phía trên, nhưng mà không vấn đề gì, ok nhé, đều ok nhé. Nam Long này thì hôm nay thì là khối lượng hơi cao nhưng nó đóng ở phía trên cũng ok. Ok nha anh chị nhé. 55 lại ok này. Đấy. Nói chung là bất động sản này khá ok nhé. Kể cả các anh chị mua bùng nổ hôm nay hoặc là mua thì cũng có, ví dụ Khang Điền này cũng có sắp này. Đấy. Cái gì thầy giúp này. Kiệt khối lượng này. Cũng sắp chạy rồi nhé. Cũng này sắp chạy. Cái nhóm bảo hiểm chứ nhìn nhóm bảo hiểm đâu, đợt này nếu mà nói là thị trường downtrend thì nó cũng không giống lắm anh chị nhé, vì rất nhiều các cổ phiếu chạy cũng khá là tốt đấy, TV2 thứ lên là mầm này, nhiều cổ phiếu lên. Ok, mình sẽ review cái dòng dịch vụ vận tải các chị thấy nhé, bây giờ cái đấy IP này thì là nó đang hoạt động phía trên này này, đấy, khối lượng thì hơi cao một chút thì nó không đẹp lắm thôi, nên nó không đẹp lắm, của này thì không đẹp lắm. HNV này thì khối lượng chỗ này nó không đẹp này, nhưng mà về cơ bản nó là xu thế lên đấy chị nhé, nó là xu thế lên. Đấy. Cổ phiếu này đẹp hơn là SGP này.
Đây là điểm bùng nổ này, nói chung mới lên được nhé, Hara cũng thế nhé anh chị nhé. Hara sau khi mà nhịp chạy nhé, nhịp một chạy này có chạy nước rút này, kiệt vô này, tích đi lại này, vẫn đi lên thôi nhé, đang đi lên được này đấy anh chị nhé. Giờ về lại thế này, cổ phiếu này thì yếu hơn thôi nhưng vẫn lên được. VSC này, VSC này cũng kiểu vô nha anh chị nhé. Đấy, cái nhìn này, rũ này, test, test này, test lại hết khối lượng này. Đấy, thì cổ phiếu này cũng có thể theo dõi được nhé. Cổ phiếu này sắp chạy. Nói chung nó cứ có gió động thì những cổ phiếu như này sẽ chạy hết. Về dược phẩm thì nó chạy rồi, đúng không? Các anh chị thấy hôm trước trong cái danh sách cổ phiếu kiệt vô ở trong Excel á, những cổ phiếu này đều chạy rồi nhé. Bây thì không đuổi nữa rồi, nếu đang giữ thì ok thôi, đều lên được. Nhé, ok đấy. Hóa chất chuyên dụng nhé chị nhé, phân này, lát này thì ok, nó xu thế lên này. Nhé. Xu thế lên DCM nhé. VFC này ok nhé. Cái này khối lượng hơi cao một chút xíu này. Không sao cả nhé, chỗ này kiệt này, lên được. Nhé, vẫn ok nhé. Đấy, VNP nhé. TC này thì xấu này, TC này thì xuống xuống không tính. VNP này thì đang chạy nước rút rồi anh chị nhé. Rất là ngon luôn. Đấy. VLC này thế nhé. Cũng lên nhé. VDV này thế nhé. Đấy, CSV chạy nước rút rồi. Lên mạnh quá. Đúng không các anh chị thấy CSV này nói nhiều tuần trước rồi. Từ đợt điểm mua bùng nổ ở đây này. Đúng không? Lên rất là mạnh rồi. Chung dòng hóa chất cơ bản này rất là tốt nhé. Như bây giờ cũng thế này. Đây rất tốt. GBL này thế này. GBL. GLP này thế này. Chung dòng lên mạnh. Đức Giang thế lên này. Nhưng mà nó chạy nó rút rồi. Các anh chị cẩn thận một chút. Vì khối lượng cái này nó hơi thấp nhé. Cẩn thận một chút. Chốt lời bớt được nhé. Chốt lời bớt. Nếu anh chị mua từ phía dưới này. Chốt lời bớt khoảng 20-30% đi. Còn vào nó tạo uptrend cái thứ thì mình sẽ giảm bớt. Nhé. Thì có thể như thế. Nó sẽ an toàn hơn. Một số cổ phiếu này thì yếu hơn. Mình sẽ phân tích một chút về các đây bảo hiểm đây. Anh chị thấy này, BIC này, đây là điểm mua bùng nổ này, kéo lên này, đấy, nước lên thôi nhé. Anh chị thấy hôm trước có phân tích với cổ phiếu này, BIC này, BIC này thế này, BIC xu thế lên này. Hiện nay thì không mua nữa rồi nhé, chúng ta nắm giữ thôi. Thằng BBH này nó yếu, cổ phiếu yếu và tích ở dưới này nó còn hồi phục được một chút xíu này thì mấy cổ phiếu này nó sẽ có cái cơ hội chạy tốt hơn anh chị nhé. Còn dòng chứng khoán chả hiểu sao ở trong AFEAN hôm nay nó nhảy ra là dòng tài chính thế chấp, không hiểu sao nó đặt tên như thế, nhưng mà ở đây thì nó là dòng chứng khoán đấy chị nhé. Thì các anh chị thấy dòng chứng khoán cũng khá là mạnh nhé, ở đây cũng khá là mạnh nhé, nó vẫn là giữ cái vị thế rất là tốt kể từ hôm mà chúng ta thị trường. Thì hiện nay nó đang khá là kiệt vôn anh chị nhé. Ví dụ có nói này, ví dụ đây các anh chị theo dõi các cổ phiếu kiệt vôn sắp chạy này, thực ra nó khá là nhiều nhưng đây mình chỉ nêu điển hình thôi, bốn cái cổ phiếu mà cần có gió đông nữa anh chị nhé là nó sẽ chạy ngon. Nên là thị trường á nhé, anh chị có theo dõi Khang Điền, SHS, HCM và SRI này, nó khá là nhiều cổ phiếu đấy, kể cả bất động sản, kể cả chứng khoán, như mình nêu điển hình thế thôi. Chị nhìn này, nó rất là kiệt vôn này. Đấy, kiệt vôn này, nếu chạy là chạy được ngay anh chị nhé. BBS thế nhé, kiệt vôn rồi đấy, tích lũy lại nhé, chạy rất dễ chạy anh chị nhé. Test này, test lại này đấy, SHS này bán ra khối lượng thấp này, lại khối lượng thấp này, như này chạy này đấy, thêm một chút gió đông là nó chạy ngay anh chị nhé. Nó điều chỉnh như thế nó vẫn trên MA10, cổ phiếu rất là mạnh đó. BMS này, MBS này thì rất là kiệt vô đấy, chị nhìn thấy khối lượng rất là thấp đấy. VCI anh chị nhé, đấy, ok, nói chung dòng chứng khoán lại khá là ổn nhé anh chị nhé, là ổn. Hôm nay một số dầu khí có dòng tiền vào đấy nhé, cũng có dấu hiệu dục dịch dòng tiền vào. Ok, thì đó là mình dành thời gian phân tích các cái dòng chính như vậy anh chị nhé. Còn chi tiết thì các anh chị tham khảo ở trong cái file Excel này. Nếu anh chị
có các câu hỏi nào thì các anh chị vui lòng comment phía dưới của video thì mình sẽ giải đáp và cho các anh chị phân tích chi tiết hơn các cái cổ phiếu đó. Hoặc là các anh chị có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo hoặc nhắn tin trong cái group Zalo á, mình sẽ trả lời anh chị nhé. Ok, thì hy vọng là với những cái chia sẻ của Thao Chứng Khoán thì phần nào giúp anh chị tốt hơn trong cái hoạt động đầu tư của mình. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.